Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Thủ tướng thăm đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan. Khai mạc liên hoan âm nhạc cổ điển Việt Nam Connection 2017. Trong phần cuối của chương trình cùng đến thăm một ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi tại tỉnh Phú Yên. Nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan vào chiều ngày 18 tháng 8 trước khi rời Bangkok đến thăm tỉnh Nakhon Pathom, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã tới thăm đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi chân thành tới gia đình của 100.000 kiều bào ở Thái Lan và khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng đã thành công tốt đẹp, vừa góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược, vừa mở ra đầy triển vọng về hợp tác kinh tế giữa hai nước. Trên cơ sở của những thỏa thuận cấp chính phủ và doanh nghiệp giữa hai nước vừa được ký, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cần thúc đẩy để sớm được triển khai. Thủ tướng cho biết tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và các nhà lãnh đạo của Thái Lan, Thủ tướng đều đề nghị phía Thái Lan quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước này, đề nghị chính phủ Thái Lan sớm cấp giấy tờ cho những người Việt Nam cao tuổi đã định cư lâu năm ở Thái Lan. Và Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng như các bộ trưởng liên quan đều khẳng định sẽ thúc đẩy giải quyết vấn đề này. Nhân năm văn học Ukraine, Viện Hàn Lâm Văn học Nghệ thuật Thế giới Ukraine vừa công nhận bà viện sĩ là các nhà nghiên cứu dịch giả Việt Nam. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngôn ngữ Nguyễn Xuân Hòa, sinh năm 1937, nguyên cán bộ giảng dạy Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội, với những công trình nghiên cứu dịch thuật tác phẩm của nhà thơ, nhà văn nổi tiếng Taras Shevchenko. Giáo sư Tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1953, hiện đang công tác tại Moscow, Liên bang Nga. Tác giả của chuyên luận về tìm hiểu thi pháp truyện ngắn Nikolai Gogol cùng với đề tài luận án tiến sĩ về văn xuôi Nikolai Gogol. Và người thứ ba là bà Đỗ Thị Hoa Lý, cộng tác viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Nghệ thuật Thế giới Ukraine, dịch giả một số tác phẩm văn học Ukraine đương đại. Được biết, Viện Hàn Lâm Văn học Nghệ thuật Thế giới Ukraine được thành lập vào năm 2014 và mục tiêu của Viện là quảng bá nền văn hóa, văn học và ngôn ngữ Ukraine trên thế giới. Vào chiều ngày 12 tháng 8, Hội đồng Hương thành phố Hải Phòng tại Moscow, Liên bang Nga đã tổ chức lễ trao phần thưởng dành cho các học sinh và sinh viên đạt thành tích xuất sắc của năm học 2016-2017 tại chính mảnh đất quê hương Hải Phòng. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng đã đánh giá cao những hoạt động của Hội đồng Hương thành phố Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng tại Moscow, Liên bang Nga. Trong đó nổi bật là hoạt động trao phần thưởng dành cho học sinh sinh viên đạt thành tích xuất sắc của năm học 2016-2017. Lễ trao phần thưởng đã diễn ra trang trọng, tình cảm. Đại diện các cháu học sinh giỏi đã có lời phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các bác lãnh đạo Hội Liên lạc Việt Kiều, lãnh đạo Hội đồng Hương thành phố Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng tại Moscow, Liên bang Nga, cũng như hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện thể chất. Sau 2 năm diễn ra thành công, Liên hoan âm nhạc cổ điển Việt Nam Connection 2017 tiếp tục được tổ chức tại 3 thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Huế. Và tối ngày 17 tháng 8, đêm nhạc đầu tiên của Liên hoan tại Hà Nội đã được diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Đêm nhạc đã quy tụ những tài năng trẻ trong nước và quốc tế. Đây cũng là điểm nhấn của Liên hoan âm nhạc cổ điển Việt Nam Connection 2017. Những bản nhạc nổi tiếng dưới sự thể hiện điêu luyện của các nghệ sĩ trẻ đã thu hút khán giả thưởng thức từ đầu đến cuối chương trình. Không chỉ giới hạn trong một chủ đề cụ thể, Việt Nam Connection 2017 có nội dung phong phú hơn các năm trước với những đêm nhạc theo phong cách khác nhau đến từ Pháp, Đức, Nga, Hungary. Bên cạnh mong muốn đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng, thì Việt Nam Connection 2017 cũng kỳ vọng kết nối âm nhạc Việt Nam và âm nhạc thế giới thông qua những giảng dạy âm nhạc của các nghệ sĩ quốc tế cho sinh viên Việt Nam. Liên hoan sẽ diễn ra cho đến hết ngày 26 tháng 8. Vâng, và để tìm hiểu rõ hơn về Liên hoan âm nhạc cổ điển Việt Nam Connection 2017, thì phóng viên của VTV4 đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Bùi Công Duy là trưởng ban tổ chức của Liên hoan.
nghệ sĩ violin Bùi Công Duy đã từng được mời tham gia biểu diễn với các dàn nhạc nổi tiếng trên thế giới. Và anh thì luôn luôn mong muốn là đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng và kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới. Trước hết xin được cảm ơn nhạc sĩ Bùi Công Duy đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài truyền Việt Nam. Anh có thể chia sẻ về ý tưởng tổ chức Liên hoan âm nhạc cổ điển Việt Nam Connection được không ạ? Thật ra Liên hoan âm nhạc Việt Nam Connection đã bước vào mùa thứ 3. Thật ra mùa thứ 3 nhưng mà nếu mà đúng hơn thì là mùa thứ 5, bởi vì trước đây chúng tôi đã có 2 năm chuẩn bị trước cái sự ra đời của festival này bằng các hoạt động với các cái nghệ sĩ quốc tế từ 2013-2014. Và đến 2015 thì chúng tôi mới có cái tên chính thức Nam Connection, nghĩa là nơi để kết nối các nghệ sĩ với nhau, các nghệ sĩ quốc tế, các nghệ sĩ Việt Nam, không chỉ tại Hà Nội mà cả khắp ba vùng miền. Thì chúng tôi cũng muốn mở rộng cái festival, cái là nó mang cái yếu tố cho tương lai, đào tạo cho các em học sinh. Chính vì vậy hôm nay cái buổi biểu diễn là với sân chơi cho các em được biểu diễn với các nghệ sĩ có uy tín, những nghệ sĩ nước ngoài, và các nghệ sĩ đấy đệm đàn cho các em đấy và coaching, vừa lên lớp master vừa dạy trong cả một quá trình. Với nội dung phong phú và đa dạng như vậy thì anh đã chuẩn bị bao lâu cho liên hoan lần này ạ? Thật ra là ngồi đây ngày hôm nay thì đã trong đầu đã phải chuẩn bị cho năm sau rồi, phải rất là sớm. Nó liên quan đến chương trình, nó liên quan đến nghệ sĩ, nó liên quan đến thời điểm, nó liên quan đến các vấn đề tổ chức khác vân vân. Tất nhiên cái vấn đề khó nhất luôn luôn hàng đầu tồn tại đấy là vấn đề tài chính, vấn đề tìm ngân sách, vấn đề tìm những cái tài trợ tốt cho festival. Cái điều quan trọng là để có tài trợ thì chúng ta phải có khán giả, đúng không ạ? Thế anh nhận định như thế nào về vai trò của âm nhạc cổ điển trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam hiện nay? Khán giả bắt đầu có cái ý thức về cái sự tồn tại của âm nhạc cổ điển trong những năm gần đây. Các nhà hát cũng xây dựng chương trình theo năm rất là bài bản. Tuy nhiên cái số lượng người hiện tại mà thực chất mà gọi là quan tâm mà có thể đi xem nhiều thì nó vẫn chưa được như mong muốn. Anh hiện là phó giám đốc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vậy anh đánh giá như thế nào về vai trò của công tác đào tạo trong việc đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam ạ? Đào tạo là cái sống còn, nó là cái tương lai, nó là cái xương sống. Không có cái đấy thì nó gãy hết. Cái đấy là cái một trong những yếu tố quyết định. Đào tạo và biểu diễn, hai cái đấy nó phải luôn luôn song cái đi kèm với nhau. Vì đào tạo thì phải có sân chơi, phải biểu diễn thì mới có kết quả. Nếu mà anh bước lên sân khấu anh làm được tốt thì chứng tỏ cái đào tạo đấy tốt. Còn nếu mà đào tạo mà chỉ dựa trên con số, dựa trên mà không có cái thực hành thì cũng rất là khó để mà chúng ta đưa ra một cái nhận định. Dự định trong tương lai của anh là gì ạ? Tương lai là tôi muốn cái hòa nhạc nó phải đi vào một cái đời sống con người, nó một cái hệ thống, nó thành một cái món ăn tinh thần không thể thiếu được. Và cái quan trọng nữa là cái tương lai, nghĩa là cái những cái thế hệ sau, thì tôi cũng rất là mong muốn, một trong những cái mong muốn nhất là làm sao các cái chương trình có nhiều trẻ em đi xem, bố mẹ dành thời gian đi xem cùng với trẻ con để có những cái cập nhật, có những cái hiểu biết, có những cái khái niệm đúng tại những cái chương trình đạt cái tiêu chuẩn, đạt cái chuẩn mực. Một lần nữa cảm ơn anh. Cũng là một dự án âm nhạc nhưng được thực hiện ở nước ngoài. Người xa quê nhớ là tên của một dự án âm nhạc được ca sĩ Vũ Bình Minh, là một ca sĩ cộng đồng đang sinh sống ở Cộng hòa Liên bang Đức, thực hiện như là một món quà dành tặng những người xa xứ. Vũ Bình Minh là một chàng trai sinh ra trên đất cảng Hải Phòng, theo mẹ đến Đức sinh sống. Ngay từ nhỏ đã đam mê ca hát, anh vừa lo mưu sinh để ổn định cuộc sống, vừa bắt đầu thực hiện ước mơ từ 5 năm trở về đây. Mới đây, tại buổi họp báo về dự án tại Berlin, nam ca sĩ đã chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống nơi đất khách, cùng với cảm hứng từ mẹ, từ những vất vả gian truân trong cuộc đời của mẹ đã mang lại cho anh cảm xúc và cùng bạn bè xây dựng dự án âm nhạc mang tên Người xa quê nhớ. Dự án là món quà, là tấm lòng hiếu thảo của cậu con trai muốn đền ơn đáp nghĩa mẹ. Đồng thời đây cũng là lời tri ân của thế hệ thứ hai dành cho các thế hệ người Việt đi trước tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vũ Bình Minh mong dự án âm nhạc của mình nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng người Việt tại Đức. Đặc biệt, nếu bà con kiều bào có thơ về cuộc sống người Việt xa xứ, có thể gửi về để ekip của anh phổ nhạc. Hòa nhạc hòa giải thế giới, một sự kiện thường niên từ năm 2010 được tổ chức bởi chương trình giáo dục công dân toàn cầu của UNESCO, sẽ được tổ chức từ ngày 1 cho đến ngày 9 tháng 9 tới đây tại Hoa Kỳ. Đại diện Việt Nam là nhà hát chèo Việt Nam sẽ giới thiệu đến bạn bè thế giới tác phẩm Quan Âm Thị Kính. Đây là một trong những vở diễn kinh điển của nghệ thuật chèo truyền thống.
Tác phẩm tả được đức tính nhẫn nhục và lòng từ bi của Thị Kính, một nhân vật có một cuộc đời bi thương, đại diện cho số phận của người phụ nữ trong xã hội cũ, phải chịu đựng những bất công. Đây là biểu tượng của lòng vị tha và bao dung, tiêu biểu cho phẩm chất của dân tộc Việt Nam. Và ngày 1 tháng 9 tới đây, thì Nhà hát chèo Việt Nam sẽ công diễn tác phẩm Quan âm Thị Kính với sự tham dự của giáo sư Carlos Torres, Chủ tịch Chương trình Giáo dục Công dân Toàn cầu và Tổng biên tập Mạng Giáo dục Công dân Toàn cầu. Sau đó thì tác phẩm sẽ được biểu diễn ở Nhà hát Giao hưởng Boston của Mỹ nhân hòa nhạc Giao hưởng Hòa giải Thế giới. Tạm chia tay với những câu chuyện âm nhạc, những dự án âm nhạc, chúng ta hãy quay trở về trong nước, trở về với những lo toan thường ngày trong phóng sự sau đây. Lo quần áo, sách vở là những việc thường thấy vào những ngày này ở các gia đình có con em đi học. Bởi chỉ hơn 2 tuần nữa thôi thì đã bước vào năm học mới. Gia đình có 1 hoặc 2 người con, lo cho các con học đến nơi đến chốn thực sự là điều không hề đơn giản. Bởi vậy, gánh nặng ấy sẽ càng nặng nề hơn đối với các gia đình có hàng chục trẻ em đi học như trong phóng sự sau đây. Đây là một gia đình hết sức là đặc biệt, gia đình của những đứa trẻ mồ côi tại chùa Hải Sơn, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Quần áo, sách vở và những đồ dùng học tập để lo cho mỗi đứa trẻ được đủ đầy khi bước vào năm học mới, số tiền bỏ ra đến hơn 500.000 đồng. 35 đứa trẻ đang sống ở chùa Hải Sơn, 18 em đang ở tuổi đến trường. Lo cho từng ấy đứa trẻ lớn lên mỗi ngày thật chẳng dễ, và để mỗi ngày tất cả các em đều được đến trường thì lại càng là gánh nặng. 20 năm qua, chùa Hải Sơn trở thành mái ấm của những đứa trẻ mồ côi. Và suốt 20 năm, dù gánh gồng bao nỗi nhọc nhằn, lo toan, sư cô Minh Chơn, người chưa từng làm mẹ, nhưng đã là mẹ của hàng chục đứa trẻ, vẫn tìm mọi cách để tất cả trẻ em ở đây được đến trường. Nó cũng nhờ cộng đồng chung tay góp sức để mà giúp cho sư cô, để mà lo cho các em đầy đủ phương tiện để các em đến trường. Những người cùng chung tấm lòng thiện nguyện này đã dành cả ngày hôm nay để chăm lo cho những đứa trẻ chùa Hải Sơn. Những món quà đầu năm học mới, dù ít dù nhiều, cũng chung tay để lo cho những đứa trẻ ở đây đủ điều kiện đến trường. Muốn đóng góp một cái chút công sức gì đó, cũng như là chia sẻ cái yêu thương đến với các em nhỏ ở nơi này. Và cũng là giúp cho các em có một cái tinh thần, một cái động lực mà để cho các em bước vào một cái năm học mới. Có những khó khăn tưởng như không vượt qua trong cuộc sống ở gia đình trẻ mồ côi chùa Hải Sơn. Nhưng khó khăn mấy rồi cũng qua, khi những đứa trẻ ở đây luôn đón nhận tình yêu thương của mọi người. Và năm học mới bắt đầu ở ngôi chùa này cũng từ tình yêu thương như thế. Vâng, cũng sắp bước vào năm học mới rồi. Câu chuyện vừa rồi là một trong muôn vàn câu chuyện đến trường khác. Và mọi nỗ lực của gia đình, xã hội cũng như là của các mạnh thường quân cũng là để cho trẻ em được vui bước đến trường, học tập, khôn lớn để bay xa khắp 4 phương trời. Mong rằng mọi khó khăn sẽ giảm bớt khi tất cả chúng ta cùng chung tay gánh vác vì tương lai của thế hệ trẻ. Và đến đây thì bản tin Người về 4 phương ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.